là một cựu tù hỏa lò tham gia phong trào thanh niên yêu nước và được chứng kiến thời khắc lịch sử của thủ đô 70 năm về trước. Đến nay, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, song ông Tương Tự Bình, con trai út của cố giáo sư Tương Quảng Hàm, quê ở xã Mễ Sở, huyện Phan Tang, vẫn nhớ như in không khí ngày Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón đoàn quân trở về tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954 lịch sử. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức yêu nước, ngay từ khi 12-13 tuổi, ông Minh đã theo chị gái tham gia vào tổ chức học sinh kháng chiến, sau đó là được kết nạp vào đoàn thanh niên cứu quốc Hà Nội. Hai lần bị địch bắt, tra tấn ở sở mật thám và bị giam tại nhà tù Hỏa Lò. Song ngay cả khi ở trong tù, ông và các bạn vẫn tích cực tham gia hoạt động do chi bộ nhà tù chỉ đạo như dạy học văn nghệ kháng chiến. Cuối năm 1953, khi được tạm tha chờ ngày xét xử, ông được tổ chức đoàn đưa ra vùng tự do học tập rồi tiếp tục trốn lệnh truy nã, trở về hoạt động bí mật tại Hà Nội. Quay trở về Hà Nội để hoạt động. Mà lúc này là chúng tôi thuộc cái loại mà gọi là trốn truy nã, bởi vì nó bắt là tức là hàng tháng thì là phải lên trình diện, nhưng mà chúng tôi là trốn. Vì thế cho nên đoàn thanh niên mới giới thiệu lên một cái nhà, nhà ông thợ giày ở Lương Nguyên, tên là ông Thi, và tôi sống ở đó, coi như là có sống bất hợp pháp ở đó. Và đúng lúc đó thì tức là sau Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva, không khí Hà Nội rất là sôi động, bởi vì thì là cái Điện Biên Phủ thì là nó làm cho nức lòng người dân. Thế sau là Hiệp định Geneva lại quy định cái ngày mà ta vào tiếp cận thủ đô, cho nên tức là nó gây một cái tâm lý rất là phấn khởi trong những người dân mà ủng hộ kháng chiến. Khoảng 2 tuần trước ngày giải phóng, lực lượng địch gần như tan rã hoàn toàn. Nhóm ông Minh đã tập hợp học sinh may cờ làm băng rôn trong nhiều ngày để đón chờ ngày bộ đội về tiếp quản thủ đô. Rất đông người dân, các bà, rồi thì là các cụ ông, cụ bà, rồi mọi người dân ra ra tặng hoa cái đoàn đó. Rồi còn như một cái khối của chúng tôi chỉ có một điều, tức là cái khối hoạt động bài bản nhất, tức là vẫy cờ cũng theo tiếng hô, vẫy cờ rồi hát liên tục, cực kỳ cảm động. Đến cái lúc mà quân ta đã diễu hành mà đi đến tận mãi xa xa, đến tận lúc mà khuất không trông thấy, thì mọi người mới vỡ òa, mới tan hàng ngũ. Lúc đó cái việc đầu tiên tôi nghĩ là thế là bây giờ là mình đã được tự do, không bị địch nó truy nã nữa. Và đồng thời tức là không khí xung quanh, tức là không còn những cái cảnh mà gọi là những thằng Tây nó nghênh ngang trên đường phố, và có những cảnh mà chặn bắt thanh niên đi lính. Lúc đó nó hoàn toàn là trong lòng nó rạo rực, nó phấn khởi vô cùng. 70 năm trôi qua, từ thời khắc đặc biệt giải phóng thủ đô, thời khắc đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Ông Dương Tự Minh hiện sinh sống tại tầng 2 ngôi nhà số 98 Hàng Bông, chính là căn nhà của đại gia đình cố giáo sư Dương Quảng Hàm xưa kia, nơi đã từng nuôi dấu cán bộ kháng chiến và được trưng dụng làm cơ sở in ấn tờ báo bí mật Nhựa Sống. Tầng 1 của căn nhà trước đó đã được giáo sư Dương Quảng Hàm hiến tặng cho nhà nước. Những ngày này, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô được diễn ra, càng khiến ông Minh thêm tự hào về lịch sử trong quá khứ, cũng như sự phát triển vượt bậc của Hà Nội, thành phố vì hòa bình hôm nay.